Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dương iPhone. Rất là nhiều bạn thắc mắc rằng là cái iPhone của mình có thể được jailbreak được hay không. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể kiểm tra được rằng là chiếc iPhone của chúng ta có thể jailbreak được hay không nhé. Cách này thì cũng có thể kiểm tra tương đối thôi. Và có thể là có một số thời điểm thì người ta chưa cập nhật kịp. Tuy nhiên thì vẫn rất là hữu ích. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào trong Safari và các bạn sẽ tìm cho mình cái cụm từ đó là Amaripa. Các bạn tìm kiếm như này các bạn nhé. Thế thì ngay lập tức sẽ mở ra một cái trang đó là download uncover gì đây, amaripa.com, thì chúng ta kích vào. Trong cái địa chỉ Amaripa này các bạn này, thì sẽ có một cái dòng chữ Ấn Độ ở phía bên này. Cái nút này là chính là cái nút để kiểm tra xem là có thể jailbreak được hay không. Và chúng ta bấm vào. Đấy, ngay lập tức nó sẽ load ra một cái trang mới, thì các bạn chọn vào English. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra xem cái thiết bị của chúng ta có thể được jailbreak hay không nhé. Đầu tiên thì mình vào đây kiểm tra thì thấy rằng là chiếc iPhone của mình là iPhone 11 Pro và iOS 12.3.2. Mình biết chắc rằng chiếc iPhone của mình đã được jailbreak bằng Uncover rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ vào đây và mình nhập vào. Đầu tiên mình sẽ chọn là Select Device, thì mình sẽ chọn là iPhone 11 Pro này. Và các bạn chọn iOS Version thì các bạn sẽ chọn là iOS của các bạn đang sử dụng. Ví dụ của mình là 13.2.3. Đấy, và mình chọn xong và mình chọn Review. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra cho mình rằng là có hai cái công cụ jailbreak có thể jailbreak được cho máy của các bạn, đó là Uncover và công cụ Odyssey. Thì các bạn có thể chọn cái nào cũng được. Ví dụ như một số thiết bị khác, ví dụ như là iPhone 10 chẳng hạn, và mình cũng thử luôn là iOS 13.2.3 nhé, thì mình sẽ thử Review này. Ngay lập tức thì nó sẽ hiện ra rằng là có ba cái công cụ jailbreak có thể jailbreak được, đó là Uncover, Odyssey và CheckDrain. Bây giờ mình sẽ thử iOS 14.3 và mình sẽ thử Review. Đấy, thì lúc này nó sẽ hiện ra rằng là có một công cụ có thể jailbreak được, đó là công cụ CheckDrain. Thì đây cũng là một cái nhược điểm của cái này, tức là nó có một phần hơi thiếu sót về cái phần này, là hơi thiếu Uncover cũng có thể jailbreak được rồi. Có nhiều trang web cũng có thể sử dụng để chúng ta kiểm tra được cái này, nhưng mà mình thấy rằng cái địa chỉ Amaripa này ấy, thì là nó có vẻ là ngon lành cài đào nhất và nó hiển thị tương đối chính xác. Và sau khi các bạn tìm thấy jailbreak bằng có thể jailbreak bằng CheckDrain rồi, thì các bạn hãy vào YouTube và các bạn tìm kiếm. Ví dụ như các bạn đã tìm thấy jailbreak bằng CheckDrain rồi đúng không ạ, thì các bạn sẽ lên YouTube và các bạn tìm kiếm rằng là jailbreak CheckDrain iOS 14.3. Đấy, thì ngay lập tức thì các cái video của mình sẽ hiện ra và các bạn sẽ kích vào để xem hướng dẫn nhé. Hoặc là các bạn có thể vào kênh của mình để tìm kiếm những cái mẹo hướng dẫn jailbreak ở trong này. Có rất là nhiều bài hướng dẫn có thể jailbreak bằng Uncover, jailbreak bằng Chimera hay là CheckDrain vân vân. Và như vậy là chỉ một chút xíu thôi thì các bạn đã có thể tìm ra được rằng là chiếc máy của chúng ta có thể jailbreak được hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký, subscribe kênh của mình và đừng quên chia sẻ video cho mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.